thương mọi người cho tất cả các em. Còn hơn một tháng nữa mới đến Trung Thu, nhưng khi ra ngoài đường thì chị đã thấy rất là nhiều những dạp bán bánh. Ra thèm quá, cho nên chị quyết định mua một hộp về ăn. Ngoài ra bạn chị còn nói ở bên Nhật cũng đang là mùa lễ hội và cũng đang bán rất là nhiều bánh Trung Thu, cho nên quyết định vừa tặng chị một hộp bánh như thế này. Chị cũng rất là thích, không biết là bánh Trung Thu của Nhật Bản thì ăn có ngon hơn là bánh Trung Thu của Việt Nam hay không. Cho nên hôm nay chị quyết định thực hiện video ăn thử và cảm nhận bánh Trung Thu Nhật Bản và so sánh bánh Trung Thu Nhật Bản với bánh Trung Thu của Việt Nam nhé. Bạn nào ăn bánh Trung Thu của Nhật Bản chưa? Nếu mà chưa ăn thì hãy theo dõi video này nha. Đầu tiên chị sẽ mở hộp bánh Trung Thu của Việt Nam. Wow, bánh Trung Thu của Việt Nam thì rất là quen thuộc rồi đúng không em? Đây, bữa nay thì bánh Trung Thu cũng có rất là nhiều kiểu dáng, mùi vị khác nhau. Năm nào chị cũng ăn bánh Trung Thu, nhưng chủ yếu chị ăn bánh Trung Thu với hai loại chính, đó chính là bánh nướng và bánh dẻo. Hôm nay chị mua hộp bánh này là bởi vì chị thấy nó có rất là nhiều loại bánh mới với các tên gọi khác nhau. Như bánh này thì là bánh tô. Đây là bánh Trung Thu truyền thống của Việt Nam thuộc dạng bánh nướng. Còn đây là bánh quý phi. Wow, bánh quý phi nghe tên đã thấy hay rồi. Còn đây là thỏ con như ý. Wow, bánh thỏ con như ý rất là dễ thương các em ạ. Còn có hình một chú thỏ con nữa này. Tí nữa chị sẽ ăn ngay, còn bây giờ chị sẽ mở hộp bánh Trung Thu Nhật Bản nhé. Khác với bánh Trung Thu của Việt Nam, bánh Trung Thu của Nhật được đựng trong một cái túi khá là đơn giản nhưng cũng rất là xinh. Ở đây có hai cái bánh hình con cá. Con cá là biểu tượng của mùa lễ hội này ở bên Nhật đấy các em ạ. Thêm một cái bánh gì đây chị cũng không biết nữa. Và một cái hộp giấy, chị sẽ bóc hộp giấy này ra luôn. Wow, cũng có một cái hộp khá đẹp đây các em ạ. Wow, đẹp quá các em ạ. Nhìn chị thấy hơi giống bánh mochi. Ngoài bánh Trung Thu ra thì đợt này bạn chị cũng mua tặng chị một vài loại bánh khác. Bạn chị nói là tuy không phải bánh Trung Thu nhưng những loại bánh này thì rất là đẹp, cho nên mua luôn. Wow, đúng là bánh này đẹp thật kem ạ. Wow, như mặt trăng luôn. Bên trong đây có trái cây này các em. Còn đây là quả kiwi. Còn đây là gì đây ta? Chị cũng không biết. Nhìn thèm quá các em ạ. Bánh Trung Thu của Việt Nam thì được đựng trong một cái hộp rất là đẹp, nhưng về bên trong thì chị cảm thấy rằng bánh Trung Thu của Nhật đẹp hơn, màu sắc sặc sỡ hơn và nhìn dễ thương hơn nữa. Bây giờ chị nên ăn bánh nào trước đây ta? Thôi, người Việt Nam ăn bánh của Việt Nam trước, chị sẽ ăn bánh tô. Chị không ăn bánh truyền thống nữa bởi vì bánh truyền thống chị đã biết rồi và chắc cũng nhiều bạn biết rồi. Chị sẽ ăn bánh tô xem. Ồ, bánh tô nhìn như là bánh bông lan vậy các em ạ. Đây là bánh tô vị dưa gang. Bánh tô bên ngoài không được trang trí gì cả, chỉ đơn giản như thế này thôi. Một cái bánh hình vuông, có mùi hơi giống mùi bánh bông lan. Cũng cứng cứng nữa, chị sẽ cắt ra xem bên trong có nhân không các em nhé. À, bên trong bánh tô có nhân các em ạ. Video này sẽ là video ăn thử của chị và của hai bạn Thộn và Thốn. Chị sẽ ăn một miếng này. Bốn miếng, chị sẽ ăn một miếng. Vỏ bên ngoài thì hơi khô, bên trong thì nhạt. Tuy có mùi dưa gang nhưng mà cũng không ngọt lắm.
bánh này với chị thì không ngon các em ạ. Đây, cho Thốn. Thốn ơi, cho Thốn. Tiếp theo là tới bánh quý phi phụ dụng. Ồ, bánh này nhìn sơ qua thì hơi giống bánh pía. Chị sẽ cắt ra. Bên trong cũng khá là giống bánh pía các em ạ. Hình như có nhân trứng muối ở bên trong giữa. Đợi một tí chị cho ăn sau. Bên ngoài thì không được đẹp mắt cho lắm. Lớp vỏ thì cũng có nhiều tầng, y hệt bánh pía. Bánh này thơm hơn, có mùi tiêu và vị mặn, không như bánh pía vị ngọt. Bánh này có vị mặn, với chị thì ăn khá là ngon. Từ từ, từ từ, ai cũng có phần. Đây, 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 đây. Thốn à, Thốn. Thốn lên đây, Thốn ngại nhỉ. Thốn đang mọc lông cho nên là Thốn ngại. Bánh này khá là ngon, chị sẽ dành một phần cho anh Tiểu Bảo Bảo. Thộn ăn xong rồi, bây giờ Thộn hãy nêu cảm nhận của Thộn về bánh đi. Thộn hãy nêu cảm nhận đi, nó có vị mặn không? Bánh quý phi phù dung thì ăn rất là ngon. Chị hy vọng rằng bánh thỏ con như ý cũng ngon như vậy luôn. Bánh thỏ con cực kỳ dễ thương các em ạ. Đây là hình chú thỏ này. Hình chú thỏ này không được rõ nét cho lắm. Tuy nhiên chị cũng nhận ra đây là chú thỏ rồi, không thể nào nhầm lẫn chú thỏ này với lại chú Thộn được. À không, chú thỏ với lại cô Thộn. Tuy rất đáng yêu nhưng mà chị cũng phải cắt chiếc bánh này ra thôi. Bên trong thì giống như là bánh quý phi phù dung vậy. Có trứng muối và nhân mặn. Về cảm nhận thì chị thấy rằng nhân bên trong thì giống y hệt như bánh quý phi phù dung, nhưng mà vỏ bên ngoài thì khác. Vỏ bên ngoài của nó là vỏ ngọt và có vị vải thiều, có một mùi thơm của vải thiều rất là đặc trưng luôn. Thốn ngại, Thốn không lên bởi vì ngại thân hình xấu xí. Chào đấy. Thộn vừa phải thôi nhá Thộn nhá, chỗ đông người nhá. Còn bây giờ chị sẽ ăn bánh trung thu của Nhật Bản. Đây, chị sẽ lấy một vị là vị trà xanh ra. Wow, nhìn bên ngoài thì chiếc bánh này khá là giống bánh mochi. Tuy nhiên nó không có tên gọi là mochi mà nó có tên gọi là dango. Chị sẽ cắt ra cho các em xem. Bên trong thì có cả nhân đậu đỏ, trong lõi là nhân trà xanh. Lớp vỏ bên ngoài thì cực mỏng. Sao mà họ có thể làm ra một lớp vỏ mỏng như thế này nhỉ? Bánh này ăn cũng có vị ngọt, nhưng mà không ngọt như mochi. Đồng thời nó mềm hơn mochi. Mochi khi ăn vào thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó như muốn tơi ra trong miệng của chúng ta, nhưng mà bánh này còn mềm hơn nữa. Của Thốn mà. Thốn không thấy. À đây, đây còn cho Thốn và Thốn mỗi bạn một miếng nữa. Của anh đâu? Đây. Ăn rồi. Thế ba bạn cuốn ba miếng bánh.
Đây là của bạn Khốn Thộn này. Còn đây là của bạn Khốn Thốn này. Còn đây là của bạn Khốn Bảo này. Quên, bạn Tiểu Bảo Bảo. Chị sẽ ăn thêm một cái nữa mới đưa ra nhận xét hoàn toàn về bánh trung thu bên Nhật được. Bánh này không biết là nhân gì đây. Wow, nhìn như là nhân kem bên trong vậy các em ạ. Chị sẽ ăn thử luôn. Nhân sữa bên trong. Chiếc bánh này thì không đắng như là chiếc bánh hồi nãy. Do chiếc bánh hồi nãy được làm bằng trà xanh, phủ bên ngoài là bột trà xanh cho nên hơi đắng. Còn chiếc này thì có nhân sữa bên trong, rất là thơm nhưng mà hơi ngán. Mỗi người chúng ta thì chỉ nên ăn 1/4 cái bánh mà thôi. Còn nếu ăn nhiều quá thì sẽ ngấy lắm các em ạ. Chị vẫn thấy rằng bánh trung thu của Việt Nam đa dạng hơn, có nhiều loại hơn, có nhân mặn, nhân ngọt. Còn bánh trung thu của Nhật Bản thì chỉ có một loại duy nhất, đó là ngọt mà thôi. Còn một loại bánh cá này nữa. Không biết bánh cá này thì ăn sẽ ra sao đây. Chiếc bánh này hình con cá, có lớp vỏ ngoài cứng như kiểu là bánh xốp của Việt Nam. Bên trong là một lớp nhân. Chị cũng không ngửi ra là mùi của gì nữa. Mùi của đậu đỏ. Bánh này thì cũng khá là ngon các em ạ. Bởi vì chị thích cái lớp xốp bên ngoài kết hợp với vị đậu đỏ bên trong. Nếu mà chúng ta chỉ ăn mỗi đậu đỏ bên trong và ăn mỗi lớp xốp bên ngoài thì sẽ không cảm thấy ngon. Nhưng mà khi kết hợp hai thứ này thì lại cảm thấy ngon. Lớp nhân bên trong thì khá là nhiều, không ngọt bằng nhân của bánh đan gô hồi nãy. Thuận ơi, khỏi Thuận phát là Thuận giật mình liền. Của Thuận này. Của Thốn này. Vậy là chị đã ăn xong bánh trung thu của Nhật Bản. Chị sẽ ăn một loại bánh khác nữa. Không phải là bánh trung thu và bánh này cũng không có tên gọi của Việt Nam luôn. Còn tên gọi Nhật Bản của nó là gì thì chị quên rồi. Đây không phải là bánh trung thu của Nhật Bản. Nhưng mà hình dáng thì vô cùng đáng yêu. Chị thì thấy chiếc bánh này giống mặt trăng, nhưng mà anh Tiểu Bảo Bảo thì nói là giống mặt trời. Dù mặt trăng hay mặt trời thì cũng không quan trọng, nó sẽ vào bụng của chị thôi. Họ dán rất là kỹ. Wow, lột lớp bọc này ra còn đẹp hơn nữa các em ạ. Hình như bên trong này có một quả quýt. Không cắt được quả bên trong. Ôi trời ơi, quả bên trong đã bị nát rồi. Hình như cũng không phải quả quýt luôn. Chị sẽ ăn thử xem là quả gì. Có mùi thơm của quýt thật. Không, giống mùi của tắc hơn, hay còn gọi là quả quất. Nhưng đã được ngâm cho nên ngọt rồi, không còn đắng nữa. Còn đây, wow, trong như nước vậy. Bánh này ăn giòn giòn, sật sật, lại hơi ngọt một tí xíu thôi các em ạ. Họ cho có một tí xíu đường thôi. Ăn ngon lắm. Lúc đầu thì chị nghĩ rằng bánh này được làm từ bột rau câu, giống rau câu bên trong, nhưng mà không phải. Nó cứng hơn, giòn hơn. Thì chị nghĩ rằng nó làm từ gelatin, giống như là kẹo dẻo vậy. Nhưng nó lại không dai như là kẹo dẻo. Lạ quá các em ạ. Chị sẽ ăn loại khác. Chị sẽ ăn thử một cái bánh khác biệt nhất xem. Wow, bánh này thì như là trái cây vậy. Chị cảm thấy là bên trong nó lỏng hơn. Bánh hồi nãy thì cứng. À, đây không phải là bánh em ạ, hình như là nước uống. Nước uống. Tại vì nó lỏng hơn rất là nhiều. Hoặc là chè gì đó.
ra rồi, đây chính là chè trái cây của Việt Nam. Ở Việt Nam bán một loại chè có tên gọi là chè trái cây, ăn cũng y hệt như thế này luôn. Có dứa này, hay còn gọi là thơm, quýt này, và một quả nhỏ nhỏ như thế này là quả sơ ri hay là cherry. Tí nữa phải ăn vào thì chúng ta mới biết được. Đúng rồi, chè trái cây. Đây có thể là quả cherry, nhưng mà chị nghĩ rằng cherry thì sẽ có màu đậm hơn. Còn chắc chắn là không phải quả sơ ri rồi. Hạt thì hơi nhỏ một xíu, vậy cũng không phải quả cherry luôn. Nếu mà bạn nào biết là quả gì thì hãy cho chị biết rồi nhé. Còn đây thì chắc chắn là tắc. Không phải, là cam. Chị rất là thích món chè này. Bên trong thì được làm từ rau câu. Ngon quá. Như vậy là chị vừa mới ăn xong bánh trung thu của Nhật Bản, bánh trung thu của Việt Nam. Sau khi ăn xong thì chị phát hiện ra rằng chị vẫn thích ăn bánh trung thu của Việt Nam hơn, bởi vì theo cảm nhận của chị thì bánh trung thu của Việt Nam ngon và hợp với khẩu vị của chị hơn. Còn nếu các em thì các em thích bánh trung thu nào hơn, vị ngọt hay vị mặn, hãy cho chị biết ý kiến của mình với nhé. Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích video của chị, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại em ở những video sau.